Đây là đang chúng Ủa, tôi một quãng đường rất là xa ha. Đây là những con giống của chúng ta. Đấy, thấy không? nấu Quá trời luôn. thôi để nó làm nhé, để nó riêng tre đấy, tuyệt vời. Vừa là giống vừa sân chơi ha. nắng như thế nào biết không? Đây là ông chủ trại của chúng ta, Mr. Lam. Đấy, đây em lại đây cho anh cảm nghĩ đi. Về học kỹ thuật, biết tiêm chưa? Biết tắm chó chưa? Không biết, biết tìm nhưng biết tắm chó. Ừ. Nên anh Tiến học cũng được tuần. Rồi, về thuốc men thì em đã nắm được nguyên lý của nó chưa? Cũng nắm được sơ sơ thuốc bổ với lại kháng sinh. Rồi, ok. Đây, dạy chuồng đấy. Lên vài hôm rồi bắt đầu về thiết kế chuồng như thế này cũng rất chi là ok rồi. Bữa sau chỉ cần thiết kế chuồng đẻ nữa. Đẻ là không có đẻ trong này em nhé. Anh thấy đẻ, điểm đẻ hợp lý nhất là tận Chuồng dụng cái gà nhà tôn đó. Đúng rồi. Chào gà lại. là cho vô đó luôn hả? Cho vô đấy. Nóng không ta? Không nóng, nó đẻ mà. Đâu có tháo ra làm vậy chứ. Không, để vậy luôn cũng được ạ. À. Chỉ Để cần đừng có mưa là được. Mưa thì nó một góc thôi, ví dụ mình tận dụng một góc thôi. Láng lên là cho đẻ trong đấy luôn. À, ý là phải có đất đúng không? Dạ, nó cần phải có một không gian riêng, kín một tí. Như... Không, ý là có đất hay là không đất? Không, à, không, à, không. Không. Nếu mà không còn đất thì mình phải làm cái chỗ khác chứ, sao chỗ đó nó dơ rồi sao? Thì xây đó. Mình hello cả nhà mình. Thì hôm nay Hoàng Gia Kennel có mang một số con giống Alaska về với Kiến Đức Đắk Nông, Đắk Club Đắk Nông. Đây là những con giống Alaska của trại đem lên để chuyển giao con giống, chuyển giao kỹ thuật cho những hộ nông dân nuôi chó cảnh nhé. Ba mẹ nào muốn nuôi chó cảnh thì cứ liên hệ bên mình. Bên mình sẽ đảm bảo được chất lượng con giống cũng như là hỗ trợ kỹ thuật cho anh em mình. Đây là hộ nông dân chúng ta. Nắng buổi chiều hướng này à chú? À, nắng chiều hướng này. Dạ, nắng chiều hướng này chắc không, nó không vô tới chuồng Không đâu nhỉ? vô tới được. Dạ, không vô tới là ok rồi. Không vô tới được. Dạ. Tại bữa đó làm này không à, đợt đó, Ồ. tức là đồ che lưới. Dạ. Cái rồi chú thấy vậy thôi, chú làm cái quân cũ quá. Dạ. Làm vậy ra cho nó mát. Vậy là ok quá rồi. Ừ, chứ là nó làm lưới nữa nóng không chịu nổi. Dạ.